Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm nhiệm vụ airdrop để nhận cái token Solana Swap chạy trên cái network Smart Chain BEP20. Rồi, trước hết quý vị hãy vào đường link KTV sẽ để bên dưới video này và quý vị điền thông tin. Ok, thì đây KTV đã vào cái đường link rồi này. Đây là toàn bộ cái thông tin về cái chương trình airdrop này. Để quý vị hãy join vào cái channel Telegram này. Quý vị hãy mở lên này. Quý vị chọn open đi. Rồi, đây KTV đã join rồi này. Trở lại với chuyên truyền này. Quý vị tắt đi này. Rồi, quý vị join tiếp vào cái group Telegram này. Quý vị chọn open này. Rồi, quý vị chọn open Telegram desktop này. Đây, KTV cũng join rồi này. Quý vị tắt đi này. Thế bây giờ quý vị join vào cái Telegram thứ ba này. Open này. Open này. Join channel này. Trở lại với trình duyệt này. Quý vị tắt đi này. Quý vị hãy follow Twitter này. Open này. Quý vị mở lên này. Quý vị chọn follow này, ở đây KTV đã follow rồi. Rồi, quý vị hãy retweet và tab 3 người bạn. Và cái đường link này, open này. Ma này, quý vị chọn retweet này. Và tab 3 người bạn của quý vị vào đây. View luôn ở đây đường link này. Okay. Quý vị copy cái đường link này. Trở lại về cái trang điền thông tin. Ở cái ô thứ nhất quý vị điền cái nick Telegram của quý vị này. Cái ô thứ hai quý vị dán cái đường link retweet mà quý vị vừa copy vào này. Cái ô thứ ba quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví BEP20 ở bên cái ví chớp hoặc ví Sapepa và quý vị dán nó vào đây. Rồi, cái ô thứ tư của cuối cùng quý vị hãy điền cái nick người giới thiệu vào này. Rồi quý vị chọn gửi này. Ok, vậy là đã xong.